Này, làm gì đấy? Thì tôi đang tẩm quất cho bà còn gì. À, được. Này, u mày có cái gì mà vui thế? À. Chả vui thì sao? À, tiền tôi, đấy. Cho tôi tiền. Mơ à? Vừa rồi tôi vừa mới bán được lứa lợn giống, lãi được quan tiền. Năm quan là tôi tính tôi đảo mái. Hả? Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, có ai thương như tôi không? Vợ tôi là thương tôi nhất trên đời. Cho tôi đổi mái. Ông này. Hả? Ông nói linh tinh cái gì đấy? Linh tinh cái gì đâu? Đổi mái gì? Thì bà bảo đổi bà khác về đây đúng không? Ôi giời ơi. Đổi mái tức là đổi mái ngói cái kia. Ôi giời ơi, nói cũng rõ làm người ta cứ tưởng là thành bà khác. Ông cứ liệu hồn đấy. Còn ấy, 5 đồng là tôi tính bảo ông lên huyện. Tìm lợn giống mới. Ông có biết cách phân biệt để tìm lợn giống không? Úi giời, riêng lợn giống thì cứ phải hỏi tôi. Này, ụt à, ụt ịt, bụng thịt, lưng ngoằn, mặt nhăn, mọn nhọn, ăn xong không dọn, vành vành, hai tai, đấy, ướt bụng, nằm dài, là con vợ giống. Ôi trời, ông nói ai đấy? À không, con lợn giống. Thế ai dạy ông nói mấy câu đấy hả? Các cụ bảo thế, mà các cụ nói không bao giờ sai nhá. Thôi được rồi, chuẩn đấy. Các cụ nói thì ông ở xuống đây tôi bảo coi như là biết cách xem lợn giống đấy. Đi đi, ông xuống đây. Đấy nhá. Giơ tay ra. 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng, 4 đồng, 5 đồng. Cầm chặt lấy để mà đi lên huyện nhá. Nhưng mà tôi dặn này, từ đây lên huyện rất là xa xôi. Mình đi mình phải cẩn thận. Giữ chắc vào, nhỡ mà nó rơi ra mất thì chết. Úi giời, u mày cứ phải yên tâm đi. Riêng cái vấn đề đồng tiền đi liền với công chuột, mình cứ phải cẩn thận. Tính tôi là như thế. Này, tôi đố thằng hàng xóm là biết là trong tay tôi có 5 đồng đấy. Hả? Ông hết là như thế, cả làng cả xóm người ta biết mình đã có nhiều tiền à. À, tôi chỉ nhớ mồm thôi. Vợ nó dặn rồi, có 5 đồng cũng bằng là bảo không có. Khở ơi là khở. Thôi, mình đi đi. Mình đi rồi đi nhá. Mà này. Mình định cầm tiền như này đi á. Trời ơi, sao lại hớ hay như thế nhỉ? Thôi gì, tôi bóp trong tay như này, sợ gì. Trời ơi, thôi. Đây nhá, bây giờ mình đứng đây mình chờ tôi. Để tôi vào tôi kiếm cái túi, tôi bọc cho nó kín đáo. Xong rồi tôi kiếm cho mình mấy củ khoai. Mình mang đi, đến đêm ăn sáng nhá. Đêm về ăn sáng. Nhà thế nào? Hai lão nhỉ? Ôi đây. Để cho cái túi to để cho nó kín đáo. Nhá. Kín đáo. Đấy. Ôm mọi người nhá. Bác Xỉu ơi, bác. Em sang xin mấy quả xoài chứ không phải là em ăn trộm đâu nhá. Này, tôi nói luôn cho tất cả đều biết nhá. Là vợ tôi nó dặn rồi. Thực ra nó bảo là không nhưng mà có đấy nhá. Đi. Không biết có cẩn thận không nữa. Thế nhưng mà có đúng mình nghe tiếng là nó cầm tiền để đi mua lợn không? Có, chính tai tôi nghe thấy mà. Sáng nay nhá, lúc mà tôi sang ăn trộm xoài nhà nó ấy. À, tôi sang xin xoài nhà nó. Là một tai tôi nghe thấy nhà nó vừa mới xuất lợn được một quan tiền. Thì nó bỏ ra 5 đồng để mà đảo mái. Còn 5 đồng là nó đi mua giống lợn mới. Bây giờ làm như thế nào để mà lấy được tiền của nó nhỉ? Làm thế nào nghĩ đi. À, mình xoay một vòng cho tôi xem nào. Xoay làm cái gì? Thì mình cứ xoay đi. Trời ơi, đây. Ui, đừng có nói ra, Trời ơi. Ai dồi ôi. Sao mà lại hậu đậu thế chứ chị? Ôi dồi, tôi có phải là đảo đâu mà ông bắt tôi xoay.
thì ai bảo mình là đào là bưởi gì đâu. Ý tôi ở đây ấy, là mình phải chơi mỹ nhân kế. Mỹ nhân kế là như thế nào? Thì có nghĩa là bây giờ đợi nó đến, mình ra bắt đầu mình ve vãn nó. Khi mà nó khập là tôi lao ra, tôi tẩn cho nó một trận. Và muốn vụ này im ý, thì nó phải nôn tiền ra. Thấy chưa? Không được đâu. Thằng này nó yêu vợ nó lắm, mà thằng này nó láo lắm. Tôi vừa dọa nó có một câu thôi mà nó bảo chỗ này đầy máu này. Mà nó còn ghét tôi lắm cơ. Tương nhà mình ăn ý, là tôi toàn sang nhà nó ăn trộm đấy. Đấy, nhắc thế mới nhớ. Cũng tại mình ý, mà cả cái làng này làm gì có ai ưa vợ chồng mình. Ô thế tôi hỏi ông nhá, ông là cái người lười làm, tôi không làm như thế thì nhà này lấy cái gì mà ăn. Thôi được rồi, không cãi nhau. Cãi nhau là không có làm được cái việc lớn, được chưa? Bây giờ phải tập trung nghĩ làm thế nào để lấy được tiền của nó. Ông trật tự nào, nhanh lên không nó đến đấy. Tôi nghĩ ra rồi, nghĩ ra rồi. Như thế nào? Mình phải đánh vào tình thương. Tình thương à? Thương như thế nào? Nhanh lên. Mình đã nhớ kế hoạch chưa? Mình cứ yên tâm, tôi nhớ kế hoạch rồi, cứ thế mà triển khai, biết chưa? Này này, út à, út in, đánh nó đi, nhanh đi, út à, út in, bụng thịt lưng quằn, mặt nhăn mõm nhọn, ăn không chịu dọn, nằm vật hai tay, bụng ướn nằm dài, là con vợ giống, à là con lợn giống, là con rộng lớn, là con à, bác Diệu. Cô Tuất đấy à? Vâng. Đi thì đang làm gì đấy? À, em đang đếm tiền. Đâu thế? Mà bác đi đâu đấy? Này, tôi là đang đi lên trên chợ huyện mua lợn giống. Này, tiền nhiều này, phải cất đi nhá, không là cướp như trời đấy. Ôi thế á? Ôi sao bác biết? Ôi sao không biết? Vợ tôi dặn rồi. Thế vợ bác dặn như thế nào? Nó là như thế này. Vừa rồi ấy là vợ tôi bán được một đứa lợn. Vâng. Đấy, được đâu là một quan. Vâng. Thì 5 đồng để lại để đảo mãi. Còn 5 đồng đưa cho tôi lên chợ huyện mua lợn giống về thôi. Vâng. Đấy, tiền vẫn ở trong này đây. Đâu à? Đâu em? À không, không có, không có. Vợ tôi dặn luôn rồi. Là kể cả có bảo không. À. Không làm mất đi chơi. Ui dồi. Vâng. Thế thôi em cũng nghe theo bác. Đấy, để em cất cất vào đây. Cất tí vào. Vâng. Để em cất vào đây đi bác. Cướp như chơi đấy. Thôi tôi đi đây. Dạ vâng. Nhá. Vâng. Này, tiền nong thì cẩn thận nhé. Đấy, đây em để vào đây rồi bác. Trời ơi. Dạ vâng. Út à, út. Ôi trời bác ơi. Bác ơi, cơm xuống em. Cơm đây bác ơi. Bác ơi, bác ơi. Đấy, đây. Mà tôi còn lên chợ huyện. Không, không bác ơi. Một mạng người bằng 10 con lợn nái bác ơi. Thì giữ cho tôi cái túi. Vâng. Tôi tiền tôi nhá. Thằng này có gì? Thằng chó này. Bác ơi. Bác ơi. Bác nhớ giúp em nhá. Ngu lắm. Ôi, bây giờ mà vợ Tuất nó lừa mình thì mình sống thế nào đấy? Ôi, bác ơi, em đây bác ơi. Đây rồi. Ôi, bác ơi, đâu hả bác? Này, cô, này, tôi cứ tưởng là cô đưa cả đàn lợn của tôi đi rồi. Dạ không ạ. Quá. Em vẫn đang đứng đây đợi bác đấy đây ạ. Đây rồi, thằng đấy tuổi gì? Tôi chỉ đuổi 2 bước là tôi bắt được thôi. Vâng, ôi đây của em còn nguyên đúng không bác? Còn nguyên. Ôi, em cảm ơn bác, em đợi bác. Cậu hỏi như em đợi bác. Không có gì. Vâng, em về đi ạ. Đi về đi. À, đây. Cái túi tôi đâu?
túi nào ạ? À? Cái túi đó là lúc tôi bắt cướp tôi gửi cô. Không, em đứng đây đợi bác, em làm gì có cầm cái túi nào đâu. Cái lúc mà cô nói cái câu à, một mạng người bằng 10 con lợn con gì đấy, lúc đúng câu đấy thì tôi gửi. Này nhá, đừng có mà so sánh như thế nhá. Ai đi so sánh là một mạng người bằng 10 con lợn, kể cả 100 con lợn cũng không được so sánh như thế nhá. Này, ôi giời, mày đùa với tao hả con kia? À, mày đùa với tao đúng không? Đùa, đây, chỗ này nhiều máu này. À, mày thách tao đúng không? À nhá, à, bỏ ngay cái thói chỉ tay vào mặt người khác như thế nhá. Bây giờ tao không thèm chỉ ở mặt mày. Tao chỉ đây, mày có giả túi tao? À, mày giả. Tao không giả đấy. Mày không giả gì nhá. Cô nhớ mặt tao nhá, tao nhớ mặt cô nhá. Mày nhớ mặt mày, tao nhớ mặt tao. À, tao nhớ mặt mày luôn. Mày nhá, mày. À, ôi rồi, à, bỏ người ta cướp. Mày nhớ mặt tao nhá. Mày nhớ mặt tao đấy. Còn non và xanh lắm. Ôi dồi, sống mình. Ai à? Ôi dồi, dồi, dồi. Nhanh cẩn thận thôi. Ôi dồi, Quý Nha. Ôi sao, thế nào? Ôi dồi ôi. Ôi dồi, xuống đây. Ôi dồi. Xuống đây. Thế nào? Được chưa? Được rồi. Hai túi là được. Đấy. Mình quả là một người vừa sinh lại còn nham hiểm ý. Cái gì? Hả? Ông bảo cái gì? À, ý tôi là mình vừa sinh mà lại còn vừa nhiều mưu hèn kế bẩn ý. Mưu hèn kế bẩn, tôi mà không làm thế thì lấy cái gì cái nhà này đổ vào mồm. Cũng đúng. Bây giờ mang cái đổ vào mồm đây. Đây là của nhà mình. Còn đây là của lão xỉu. Cái đổ vào mồm đây. Nào. Ôi giời ơi. Cái gì đây? Sao lại? Ôi giời ơi. Sao bảo 10 con lợn cơ mà toàn phân thế này? Tôi làm sao mà biết được. Ôi giời. Ôi. Thế tiền nhà mình đâu? Tiền nhà mình cầm chứ sao tôi biết được? Ơ, để lấy lòng tin của ông xỉu. Thế nên là tôi đã bỏ tiền vào đây rồi. Bỏ tiền vào trong này? Ừ. Ôi trời. Thế bây giờ là ông vứt đi rồi à? Thì lúc tôi vứt đi là tôi cứ tưởng mình vẫn cầm tiền cơ mà. Ơ, thế thì trước khi ông vứt đi thì ông phải bỏ tiền ra chứ. Ôi trời ơi. Tôi lại cứ nghĩ là mình cầm tiền rồi. Ôi giời ơi, thế là mình bị ngu rồi. Một, hai, ba. Này, thêm được bao nhiêu? Thêm được bao nhiêu ở mình? Năm đồng mình ạ. À, năm đồng rồi. Ui giời ơi, thêm được năm đồng à. Bé mồm. Ừ, bé mồm. Ừ. Sao mình lại phát hiện ra vợ chồng nó định âm mưu lấy tiền của vợ chồng mình đấy? Thì đấy, sáng hôm nay nhà nó vừa mới xuất lợn được 1 quan tiền. Bây giờ làm như thế nào để mà lấy được tiền của nó nhỉ? Sao bảo 10 con lợn cơ mà toàn phân thế này? Tôi làm sao mà biết được? Ôi giời ơi, thế là mình bị ngu rồi. Chồng em á, cứ tưởng là đần, hóa ra thông minh phết đấy. Này, có đần khối tôi nhá. Tôi là chỉ ngu thôi, chứ còn lâu mới đần nhá. Chồng em mà lại gì đó. Mà tôi dặn mình đây này. Riêng cái con vợ thằng Tuất nhá, con này tính như chó đấy, tham như cẩu, gian như cầy, mặt thì như con mèo đấy. Sao lại nói người ta thế? Ô, thì mình không biết à. Mỗi lần nó sang, nó chỉ cần cất lời lên là: có ai ở nhà không?
Thế mà quanh đi quẩn lại tôi ra cái chung tương hết sạch không còn một tí nào. Ôi trời ơi, xấu tính thế à? Ừ. Riêng cái con chó mèo này phải rất cẩn thận. Không đấy. Thể được. Ừ ừ. À này mình, thế lợn giống mình mua về để đâu? Lợn gì? Lợn giống ý. Ôi thật chết rồi. Quên bố mất rồi. Thôi thôi này. Đấy, thế thôi bây giờ này. Tiền không ăn thì lợn còn đó. Tôi lại lên luôn, tôi lên luôn. Thôi mình ơi. Phiên chợ nó có giờ. Bây giờ mình mà lên tới huyện cũng muộn mất. Thôi cứ để mấy hôm nữa rồi mua sau. Bây giờ mình vào giã gạo nhé. Ô, lại giã. Dạ, con đây. Con đây bà ơi, Ơi, bây giờ là mấy giờ rồi mà còn chưa dậy hả? Ôi ơi bà ơi, con dậy từ lúc mà mặt trời lên còn chưa mọc, từ lúc mà con gà nó còn chưa gáy cơ. Ui giời, thế mẹ từ sáng làm cái gì? Ôi giời, sếp bà lại bảo là con làm cái gì? Từ sáng đến giờ con có bao nhiêu là việc, chứ con có chơi như bà đâu. Thằng này, bà này, hôm nay là ngày gì, con nhớ không? Hôm nay à? Ừ. Hôm nay là ngày lẻ à? Ôi giời ơi, không phải là ngày lẻ, ngày quan trọng. À, đấy là việc này, con phải đi cùng với ông lên trên tỉnh để ông gặp quan chánh tổng. Cái đúng chuyện rồi. Đấy thì có gì là quan trọng với con đâu. Sao lại không quan trọng? Bà bảo này, ông đi lần này đi đường xa, bà lo lắng lắm. Mày nhớ phải giúp bà chăm sóc ông cẩn thận đấy nhá. Dạ vâng, bà yên tâm. Con đưa ông lên trên tỉnh bao nhiêu lần rồi, chứ đây có phải là lần đầu tiên đâu. Nhưng mà lần này ông đi lành ít dữ nhiều. Sao lại là lành ít dữ nhiều? Thì... Ê, bà ơi, ông đi lên gặp một quan chánh tổng là để thăng quan tiến chức. Sao bà lại bảo là lành ít dữ nhiều? Hay là bà có cái linh cảm? Không, không. Này. Bà đừng có gở mồm với nhá. Không phải là gở mồm. Mà ý của bà là bây giờ đi đường xa nguy hiểm. Mà có một mình mày tháp tùng ông, bà cũng lo lắm. Này, bà đừng có coi thường con nhé. Con là tháp tùng ông không biết bao nhiêu lần. Ông lên trên tỉnh rồi nhá. Gặp không biết là bao nhiêu hiểm nguy rình rập rồi nhá. Băng qua không biết bao nhiêu cánh rừng, bao nhiêu con suối, gặp bao nhiêu loài vật nguy hiểm. Nhưng bà yên tâm là con có cái môn võ mãng xà vườn cầu. Thôi, được rồi. Thế tối qua bà dặn những gì, mày có còn nhớ không? Sao lại không nhớ hả? Nói ra xem nào. Bà dặn con cái gì con nhớ, con làm chu đáo, bà không phải hỏi lại. Bà muốn cẩn thận, cứ nhắc lại cho bà nghe. Bà dặn là sáng phải dậy từ lúc mặt trời chưa ló dạng, từ lúc con gà chưa gáy. Đúng rồi. Mày phải chuẩn bị quần áo cho ông, chuẩn bị cho ông một chậu nước. Nước ấm. Ủa, qua còn đã nói hết đâu. Mới đến chứ chậu thì bà đã bảo có nước ấm này. Tiếp tục nào. Xong chậu nước ấm thì cho ông rửa mặt, rửa mũi, chân. Nhưng mà không cho ông ăn sáng à? Khổ quá, con đã kể hết đâu mà đến cái đoạn ngâm chân thì bà lại cứ... Thế thôi kể tiếp đi. Sau đó chuẩn bị đồ để cho ông ăn, ông còn có sức khỏe để ông làm việc. Rồi, đúng rồi, chính xác rồi. Này, nhưng mà mày nhớ phải chăm sóc ông cẩn thận đấy nhá. Dạ vâng, bà yên tâm, đã có con ở bên cạnh thì kiểu gì kiểu đó ông cũng phải khỏe. Thế nhưng mà bà ơi, con nói thật, bà dặn con 10 điều, con khắc cốt ghi tâm cả 10 điều. Đúng thế rồi. Thế nhưng mà con chỉ thực hiện được 9 thôi. Sao lại thế? Còn một điều con không làm được. Điều gì? Điều này tế nhị lắm. Dồi ôi, cứ nói đi, bà không mắng đâu mà sợ, cứ nói đi. Cái điều thứ 10 là cái điều này này. Nhưng mà cái điều này là cái điều gì? Cái này nó lại... Cái này này... À giời ạ, có 3-4 hôm, ông mày nhịn tốt. Thế nhưng mà nhớ ông lại cứ đòi thì làm chút nào hả bà? Thì mày cứ bảo là con ba mày ở nhà đây này. Ôi dồi ôi... Cụp cái bắt lại. Mình... Ông ơi, mặt trời chói quá. Mình dậy rồi đấy à? Sao mình không ngủ thêm tí nữa đi? Mặt trời mà chói thì mày nhìn xuống dưới đất. Từ đây ông cấm mày không được nhìn ngang nhá. Dạ. Nô, dạ. Đi xuống bếp, sắp đồ cho ông đi rồi còn chuẩn bị lên đường. Dạ, nhá, vâng à. Nhanh lên. Dạ, dạ. Ok.
sao vậy mình? Lần này mình đi, em nhớ mình lắm. Đi có 3-4 ngày thôi mà em cảm giác như là 3-4 tháng ấy mình ạ. Chồng chỉ đi có mấy ngày thôi mà, thôi chịu khó ở nhà nhé. Nhưng mà không có em thì ai chăm sóc cho ông? Em thương ông lắm. Mình cứ yên tâm, có thằng Nô rồi. Đấy, suốt ngày thằng Nô, suốt ngày chỉ Nô 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 thôi. Ông ở với thằng Nô luôn đi. Ok, mình làm gì mà chuẩn bị chia tay nhau có mấy ngày thôi đã giận dỗi rồi. Tôi lên trên tỉnh gặp cụ Chánh Tổng xong về chắc chắn là mình cái gì cũng sẽ có. Tôi về tôi bù cho nhé. Ông ơi, tôi đuổi cái gì đây? Mình đi luôn thì không nắng. Mày thì được mỗi cái tội này phải phá đám thôi. Thì con bảo ông đi không nắng, lên gặp ông Chánh Tổng muộn này lại hỏng việc. Hỏng lòng thế nào? Đang lúc ông chia tay với bà mà mình thôi. Thôi, mình đi đi không muộn mình ạ. Mình đi cẩn thận mình nhá. Mình ở nhà giữ gìn Ngọc Thể nhé. Mình đi đi. Thôi đi. Dạ. Con đi bà ạ. Ừ, đi đi, đi cẩn thận đi nhá. Dạ. Mình ơi. Mình ơi. Mình ơi. Ok. Ông về rồi đấy à? Thế tại sao nhà trên mình không ở mà mình lại xuống nhà dưới ở thế này? Tôi đi tìm mình mãi. Vì ông đấy. Em nhớ ông. Ở trên nhà trên em cô đơn lắm. Thế là em lại phải xuống nhà dưới ông ạ. Xin lỗi mình. Em có món quà này dành cho ông. Quà gì đấy? Phải bịt mắt vào, bất ngờ không ạ? Ôi, bịt mắt lại. Ở nhà dưới nữa khiến tôi cảm giác thấy phấn khởi. Ê, ông đi theo em vào đây. Ông không được mở mắt đâu đấy nhá. Bao nhiêu kỷ niệm lại đang ùa về trong tôi này. Đây, ông đi cẩn thận. Đây. Ông ngồi xuống đây. Đây, ngồi. Đấy. Ông không được ti hí đâu đấy nhá. Này, thơm không? Thơm. Món này hơi bị ngon luôn đấy. Rất thơm. Ấy. Cái gì đấy? Không. Ủa, con muỗi nó đốt ngứa quá ông ạ. Con muỗi nó đốt. Ôi. Ngon không ông? Sao mình biết tôi về mà chuẩn bị kỹ càng thế này? Thì em là vợ của ông mà, cái gì em chẳng biết. Ngon không ông? Thơm lắm. Ông ăn đi. Ngon lắm mình ạ. À, tôi cũng có món quà tặng mình đấy. Em có quà à? Nhưng mà mình cũng lại phải bịt mắt lại. Đây, nào. Để em tháo cho ông. Bịt mắt à? Mình quay lưng lại đây. Đây. Nhớ là không được tì hí đấy nhá. Rồi, em nhớ rồi. Ai đâu. Nhẹ nhàng thôi nhé. Mình kêu mà tôi lại thấy có cảm xúc rồi đấy. Đi, thế bây giờ ra trận quà ông nhỉ? Từ, nhưng mà không được tí đâu đấy nhá. Rồi, nào, em biết rồi. Để tôi dắt, không lại vấp ngã bây giờ. Nào, giơ chân cao lên nhá. Nào, đấy. Ông ơi, em hồi hộp quá ông ạ. Hồi hộp à? Đấy, ông tâm lý như thế còn gì nữa. Lần nào mà cứ đi huyện hay đi tỉnh về là ông đều có quà cho em còn gì. Chỉ ông hiểu em thôi. Thế nhưng mà ông ơi, thế sao không tặng quà ở trong nhà mà lại phải ra ngoài nắng để làm gì hả ông?
mọi lần đã tặng trong nhà rồi, lần này nó phải khác đi. Mọi lần là quà nhỏ, lần này quà rất to luôn. Ui, quà to hả ông? Ừ. Em thích. Trời ơi, cứ cái gì to em thích không ạ? À? Ừ, thì nhưng mà ông sống với em bao nhiêu năm rồi, làm gì ông chẳng biết là em thích to. Đi đi ông ơi, đi. Này sẽ có to, đi. Đi đi ông ơi. Quà đây hả ông? To chưa? Cũng to rồi ông ạ. Chưa, cái này chưa to, còn to hơn rất nhiều. Thế ạ? Cái này nó là cau bé. Nó là cái cây thôi. Cây cau đây, quả đây cơ mà. Đâu ạ? Đây. Ôi trời ơi, cái con gì ấy ông? Em đoán thử nó là cái con gì. Nó có lâu thì chắc là con chó hả ông? Đúng rồi. Nhưng mà không phải không ạ? Con chó thì nó chỉ thấp thế này thôi. Thế này cái con này nó lại cao mà. Thế thì ông tặng ông phải tặng con chó thật to như này. Bây giờ em mở mắt xem luôn ông nhá. Vừa to vừa đẹp luôn. Thế nào, khăn ơi, mở ra. Em mở ra ông nhá. Ôi giời. Ông. Đây, quà của bà. Đây. Quà của bà đã to chưa? Quà này béo chưa? Bà thích không ạ? Ông ơi, giờ thì ông chắm mắt ra chưa? Giờ thì ông tin con chưa? Bao nhiêu lời dịu dàng âu yếm ông dành hết cho bà. Còn với con thì cứ mở mồm ra là ông quát. Thôi, mình đừng chạm vào nỗi đau của ông nữa. Xử đi. Xử. Ông vừa bảo con là mày xử đi à? Được. Hôm nay tao sẽ rửa nhục cho ông của tao nhá. Cho mày biết thế nào là chim, thế nào là chuột. À! Cái con bà mày nữa đây này. Hỏi nó xem nó có muốn nói gì nữa không. Ông ơi, em biết lỗi rồi. Em xin ông, em cắn rồng cắn cỏ em lại ông. Ông tha lỗi cho em, ông tha tội cho em. Ông ơi, ông, thằng này nó muốn nói cái gì đấy ông này? Để cho nó nói. Đấy, mày nói đi, cho mày nói lời cuối. Mày đấm hay mày đá, thậm chí mày cấu, thậm chí mày cắn cũng được. Nhưng mà mày đừng có gù, buồn lắm. Được rồi, mày không thích đấm đá đúng không? Kể cả cắt đúng không? Được rồi, tao sẽ cho mày tại nguyện nhé. Mình ơi! Em đang tắm. Tắm gì mà lâu thế? Thơm là được rồi, không cần phải sạch quá đâu. Nhanh lên! Xong rồi đây, khổ quá. Lại được cả ông này nữa. Ông là con của thầy nhưng mà thầy phải lạy ông. Ông ăn cho nó nhanh lên cho thầy nhờ. Ông ăn suốt từ lúc mà mặt trời là vẫn còn hoàng hôn. Mà bây giờ vẫn chưa xong, ông vẫn đang ngồi ông bú cơm. Ông đừng bú cơm nữa, ông cai đi thôi thầy nhờ. Thế thầy cai đi. Thầy thì cai nhiều lần rồi, nhưng mà nó vẫn tái. Nhưng mà ông ấy, ông cứ làm như này là hỏng hết việc của thầy. Bây giờ ấy, mình là đàn ông con trai, nam nhi đại trượng phu, bây giờ lớn rồi. Làm cái gì nó phải nhanh nhá. Cái gì mà chậm đều hỏng hết. Có những cái chậm thì mới tốt.
Hình như con nào nói đúng rồi đấy. Không phải cái gì nhanh quá cũng tốt đâu. Nhiều thứ phải chậm mới tốt. Lại đá xoáy. Chân thì không vòng kiềng mà đá xoáy ghê nhỉ. Thì chả thế còn gì. Này, đấy là hôm trước nhé. Tôi lỡ thất thủ thôi. Hôm nay kiểu gì tôi cũng báo thủ được. Được. Ăn nhanh lên. Thầy lạy ông. Ông nhanh cho thầy nhờ. Để thầy còn báo thù được chứ. Thế thôi, để em dọn mâm. Nhớ là nhanh nhanh đấy nhá. Yên tâm. Nào, ông ngậm thì thầy cũng ngậm. Nhưng mà bây giờ cùng bú xem ai bú nhanh nhá. Mình ơi, con nó ngủ chưa đấy? Ngủ rồi. Anh kiểm tra kỹ rồi. Anh còn cho nó đi tè. Xong rồi còn thử nó. Nó nằm im, ngủ ngon lắm. Có chắc chắn không? Chắc chắn. Cho anh báo thù nhá. Được. Hôm nay chắc chắn là thua trắng mắt ra cho mà xem. Cái gì nhỉ? Chắc là chuột mà. Không. Thôi, kệ đi. Đấy. Cái gì? Chắc là không phải là chuột rồi mình ạ. Kệ đi, cho nó khuôn cả nhà đi cũng được. Đấy, ôi, mình ơi, chắc chắn là trộm rồi. Mình ra xem xem nào. Mình, đi đi mình. Đấy, mình đi đi. Kiểm tra cẩn thận vào, càng lâu càng tốt. Đi đi mình, đi đi. Mình chờ anh một chút, anh ra nhanh thôi. Ôi trời ơi, mình có giật hết cả mình. Trẻ lâu quá đấy. Lâu gì? Đã hẹn như thế rồi. Lại bắt người ta chờ ngoài kia. Muỗi thì đốt. Xong lại còn bảo rủ chồng vào đây trả thù. Ai biết đâu, tự dưng ông ấy lại có hứng. Nhanh nhanh lên mình. Không phải nhỡ chủ nhà nó mà vào là không trộm được cái gì đâu. Con làm thao đấy, đêm hôm rồi còn làm thao. Thầy ra đây làm gì? Thầy rình trộm. Trộm vào nhà. Trộm làm gì có ở đây? Thế trộm ở đâu? Trộm vào nhà mình rồi. Trộm vào nhà mình, sao con biết? Con vừa thấy. Nó vào đâu? Nó vào buồng của thầy rồi. Ôi, thế à? Con chết. Cái gì? Làm gì có trộm? Không có trộm không ạ? Ông là trộm đấy. Ông bảo ai là trộm? Ông buồn cười nhỉ? Ông không phải trộm, ông vào nhà tôi làm gì đêm hôm này? Ô hay. Mồm ông vừa gào ngoài kia là có trộm. Thì tôi đang đứng hóng gió ngoài này, ngắm trăng thì thấy ông bảo là có trộm, thì tôi mới vào đây để giúp ông bắt trộm. Ông đúng là dở mặt nhá. Như thế không còn tình làng nghĩa xóm, không còn là tối lửa tắt đèn có nhau nhá. Thôi, bạn bớt nóng. Tôi nhầm, gớm. Nhầm. Thôi không có chỗ là may rồi, tôi về đây. Thôi, đi mà. À này. Hả?
đứng lại, lại cái gì đấy? Quần của ông đây à? Quên này. Đúng rồi, thôi tôi về nhé. Này, lại cái gì nữa? Sao mặc quần của tôi? Hả? Đâu? Tôi mặc nhầm. Hóa ra là chính mày ăn cắp quần của tao đúng không? Ai đây này? Khổ quá, tôi không phải ăn trộm quần của ông. Ai trộm này? Tôi không phải ăn trộm quần của ông mà tôi sang đây là làm vụ trộm với vợ của ông. Không tin hỏi vợ ông mà xem. Mày khai rồi nhá, chính mồm mày khai nhá. Hai đứa chúng mày giàn díu vụ trộm với nhau nhá. Đỡ thầy đỡ này. Đỡ đi đã rồi này biết không phải khóc, biết là nhớ rồi thì đi vào chỗ kín với thầy rồi thầy cho quà. Cốc cần quà. Cốc cần quà. Thế hôm nay lại chê phổi à? Này nhá, không phải là chó đâu mà chê phổi. Anh đâu có ý đấy. Đừng khóc. Thế làm sao mà khóc càng yêu ấy. Thầy ơi, em dính rồi. Giật hết cái này, không đùa đâu nhé. Dính nào được. Mỗi lần này cứ đến cái lúc cao trào, thằng chồng lại xuất hiện. Dính làm sao đâu phải dính. Không đùa như thế, đùa như thế là không vui đâu. Anh vẫn thương. Không phải là dính bầu, mà là dính dịch. Ôi trời. Này. Không đùa thế đâu nhá, Dịch là không có đùa đâu. Thật không? Đấy, thế mà bảo là yêu người ta, thương người ta. Người ta mới dính dịch mà đã sợ người ta rồi. Yêu, thương, nhưng mà dịch là vẫn chạy mất guốc. Nói đùa hay nói thật đấy? Thì đang chờ thầy Lang thông báo kết quả. Ồ, đang chờ kết quả à? Thế thôi nhá, có kết quả hẳn gặp nhau. Tốt nhất nhá, ở chỗ nào là cứ ở yên chỗ đấy. Đó là cái cách phòng chống dịch tốt nhất nhá. Thôi thầy đi. Đây, có giỏi, cứ đi. Quan họ hỏi dạo gần đây tiếp xúc với những ai mà em tiếp xúc với mỗi thầy thôi, có tiếp xúc với ai đâu. Hến ơi, đừng có nói là tiếp xúc với thầy là thầy tan nhà nát cửa. Vợ nó đang chửa nó xé xác thầy ra. Mà thầy mất cả cái chức lý trưởng luôn. Xin hến khai gì thì khai, đừng khai ra thầy. Như thế là không trung thực rồi. Cái tội đấy còn phải vào nhà lao đấy. Nhưng mà khai ra bây giờ thì thầy chết. Thế bây giờ phải làm thế nào? Có cách. Thôi đừng có khai. Đây. Cầm lấy tiền của thầy. Tiền thầy ăn cắp của vợ thầy đấy. Cầm đấy. Rồi có kết quả phải đi cách ly thì cách ly. Cách ly nhưng mà không chia ly nhá. Cách ly xong mình lại gặp nhau. Đây, cứ cầm lấy. Thầy. Hến đấy à? Sao Hến đến muộn thế? Thầy đi về đi. Ồ, sao? Phú ngồi chờ Hến mãi, nhờ Hến nao cả lòng mà Hến đến Hến lại bảo Phú về. Đi về nhanh đi còn kịp. Sao lại về nhanh còn kịp?
Kịp không à, có tan nát gia đình như thế. Gia đình một khi nó tan lát thì cho nó tan lát luôn. Cái mụ vợ đấy Phú không cần, Phú chỉ cần hến thôi. Dạ dạ, con chào bà ạ. Bà nào? Phú đấy mà. Bà Phú. Bà Phú à? Mình ơi, tôi xin mình nghe tôi giải thích là mình quan nổi nóng. Tôi vừa mới đến. Tôi đấy, biết ngay mà. Tưởng thế nào? Dọa cho cái thì sợ luôn. À, biết người ta sợ rồi hay là dọa vớ dọa vẩn nữa. Thôi. Hả? Không đùa nữa. Em có chuyện muốn nói với thầy đây này. Chuyện gì đấy? Em dính rồi. Cái gì? Dính cái gì? Lần nào Phú cũng khóc ngoài con này, lấy đâu ra mà dính? Điêu. Đấy, biết ngay mà. Trốn tránh như là thầy Lý. Sao lại thầy Lý lại liên quan gì ở đấy? À, ý của em bảo là thầy Lý là chuyên trốn tránh trách nhiệm. À, riêng cái lão Lý làm sao mà bì được với Phú được. Này, lão Lý, lão chỉ hơn Phú cái chức danh ở trong làng thôi nhá. Chứ còn về cái gia sản ấy, hến thử nhìn xem, làm sao mà bì được với Phú được. Bì phân với vôi. Thế mà lần nào cho người ta cũng cho bùn xỉn từng tí một. Cái kiểu của nó phải xón như thế. Xón thế thì còn lâu mới được. Đấy, còn lâu mới được thì làm sao mà được, làm sao mà dính được. Thì không phải là dính bầu, mà là dính dịch. Hả? Dịch á? Làm cái gì đấy? Dính dịch thì chả không phải bịt mồm vào. Thôi, dịch thì thôi. Chú về nhé. Này. Hả? Bây giờ thì không kịp về nữa đâu. Vẫn kịp mà. Thầy về đi, về để còn gặp quan. Sao lại gặp quan? Em đang chờ kết quả của thầy lang đấy. Mà quan họ hỏi em là gần đây tiếp xúc với những ai. Ôi dồi ôi. Tiếp xúc với mỗi thầy đâu chứ có ai đâu. Rồi, hến ơi. Phú xin hến đừng có khai Phú ra, không có là tan cửa nát nhà. Ôi, như thế là không trung thực. Mà nếu không trung thực ý, là vào tù mọt gông đấy. Em sợ lắm. Này. Thôi lần này nhá, không xón nhá. Lần này Phú cho hến cả sâu. Người ta không cần. Sao lại không cần? Này, bây giờ nhá, có dịch như này đấy là ở đâu cứ ở yên ở đấy, không được di chuyển nhá, ngồi im đây nhá. Không, thầy phú ơi, thầy Phú đứng lại. Hến ơi. Ai đấy? Thầy xã à? Chờ em tí nhá. Thầy đến đây làm gì đấy? Hến hỏi buồn cười thật đấy. Đưa tay đi xem nào. Nhớ Hến thì thầy đến chứ sao. Thôi, thầy về đi. Về thầy về thế nào? Này, chồng đã ngủ chưa? Ngủ rồi. Ngủ rồi thì có lo cái gì nữa. Thầy về đi còn kịp. Ồ, thời gian còn dài, từ giờ đến sáng rồi, sáng đêm luôn, có cái gì mà phải kịp vội vàng rồi mới kịp hay không kịp. Rồi ạ, không phải, nhưng mà em dính rồi. Cái gì? Dính cái gì? Từ trước đến giờ xã toàn ở ngoài bụi tre, sao dính được? Sao thầy xã nói giống thầy Lý với cả Phú đấy nhỉ? Phú với Lý làm sao? Không, cũng ý là ý của em là thông minh giống. Phải là dính ở đây là dính bầu, mà là
dính dịch. Hả? Sao phải bịt mồm? Sợ à? Úi giời, dịch mà không sợ thì còn sợ cái gì nữa. Kìa, lòi túi tiền kìa. Nhiều tiền quá mà. Đến cái nước này thì nó lòi ra thì kệ nó chứ chứ. Dịch cái này còn lo sợ lòi tiền nữa. Thế thôi, xã về nhá. Nhớ ở trong nhà, từ nay giờ đi nhá. Cho đến khi hết dịch nhá, không được ra khỏi cổng, nhớ chưa? Đấy, xã về đi. Mai quan mà hỏi ấy, thì Hến sẽ khai là tối qua Hến chỉ gặp mỗi thầy xã thôi. Ôi trời, này, cái đốt nhà xã đi à? À, làm như thế thì không phải chết cả lũ đấy nhá. À thôi, đây, tiện có túi tiền đấy. Cho Hến nhá. Nhớ rồi, cách ly nhá, điều trị nhá. Ở nhà khi nào hết dịch thì hết hẳn rồi bắt đầu thì hãng liên lạc với xã nhé. Này, cầm đi. Nhưng cái gì? Nhưng mà bây giờ làm thế này là không trung thực. Mà cái tội này là phải vào tù mọt gông đấy. Tù cái gì? Làm sao mà phải tù? Chỉ có quan trọng là kín cái miệng thôi được nhá. Cất đi, cất đi. Kìa. Đi, đi, đi. Ôi dồi, thầy xã thì em không cần tiền. Không phải dậm chân. Mình thấy em thế nào? Mình ơi. Sao? Phải công nhận rằng mưu của mình cao thật. Em ẩn định. Thế nhưng mà các cụ bảo rồi, dao sắc không gọt được chuôi. Là nghĩa là gì mình? Thầy lang vừa bắt mạch khám xong, thầy nói là mình sao? Thầy bảo tôi dính rồi. Hả? Tối mờ rồi mà sao chả thấy ai ở nhà thế này. Mình ơi, xin ơi. Dạ. Mày mang cái dạ đi. Dạ con chào thầy. Mang nước đi đâu đấy? Dạ con đi uống hả? Mày thấy thầy đi làm về vất vả, nước không mang ra mà mời mang bát nước ra uống à? Hả? Mày lấy nước ở đâu đấy? Dạ con lấy nước ở dưới bếp. U đun ạ. U đun nước? Vâng ạ. Ôi dồi, sao lại lãng phí thế nhỉ? À, mất thời gian đun nước, tốn củi đi đun nước. Tại sao mày không lấy nước ở giếng kia? Hả? Lấy nước mưa mà uống. Hả? Mang vào. Nghe thầy dặn cho kỹ đi này, nhá. Mang bát nước này vào, đổ vào chỗ cũ, nhá. Xong đó cầm cái bát này ra cái chung nước mưa, lấy cho thầy một bát vào đây. Dạ vâng ạ. Nhanh. Thời gian không biết làm gì, đi đun nước vừa tốn củi vừa mất thời gian. Ôi mình. Mình về đây à? Nóng quá. Thế không về thì ở ngoài đồng à? Thì em thấy mình về muộn em mới hỏi chứ sao. Không làm cố ấy, thì lấy cái gì mà nhét vào mồm hả? Cứ làm qua loa qua luyết thì ba cái miệng ăn này lấy cái gì giờ ạ? Gì mình? Hôm nay nhà phú ông tát ao, nên là tôi phải chờ để mót được mấy con cá. Này, cảm ơn. Cảm ơn. Cái gì? Này nhá, nghe dặn đây này. Trong này có một con cá giếc, nhá. Ba con cá rô, 5 con cá mải mại, có một con tôm, nhá. Ra rồi. Đi. Mai nấu, chia đều ra nhá. Thiếu con nào chết thôi. Biết rồi, khổ lắm cơ. Để cẩn thận đấy nhá.
Em biết rồi. Thầy ơi, thầy, nước đây thầy ơi. Con mời thầy uống ạ. À, thầy xin. Đấy. Này, ngửi xem. Thơm không? Thơm. Ừ. Nước mưa thơm thế này bảo không? Ừ. Ôi dồi ôi. Nước mưa vừa thơm vừa mát. Này, nhà mình là từ các đời cụ đến đời thầy nhá. Là toàn nước mưa mà uống đây, uống đi con. Uống cho mát. Đây, 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 đây. Uống đi. Con không uống đâu. Con này hay nhỉ. Uống đi. Không. Thầy xin. Vào bê cho U cái niêu cơm vào đây nhá. Dạ vâng ạ. Ngon không mình? Cơm thế này mà gọi là cơm à? Hả? Hả? Cả ngày ở nhà chỉ có mỗi việc nấu cơm. Thế mà dọn cái mâm cơm như thế này à? Thì em nấu toàn món ngon còn gì. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Chết. Tôi nói mình nghe này. Nhà này chỉ có mình tôi đi đồng. Mình thì ở nhà làm ba cái việc vặt. Thằng Xin này thì chỉ có chơi qua nhà. Làm gì mà nấu nhiều cơm như thế này. Chỗ cơm này là phải ăn được 3 bữa nhá. Mà này tôi dặn mình này, làm cái gì thì làm cũng phải biết tiết kiệm nhá. Nấu cơm này mình độn thêm khoai, thêm ngô vào nhá. Ăn cho nó chắc dạ. Với lại thực phẩm mới mua tận 2 đĩa thế này à ha? Một cái đĩa này chia làm 3 bữa. Cái này cất đi xịt. Mang xuống bếp cất vào chặn. Dạ vâng ạ. Đậy cẩn thận vào không mèo nó không. Mình tiết kiệm vừa phải thôi chứ. Này, tôi nói cho mình biết nhé. Dưa là cái món ăn được lâu mà lại lấy nhiều thế này à? Hả? Rồi là còn nước mắm này. Ui dồi ôi. Thế này bảo sao không nghèo. Này, này. Nước mắm ấy mỗi bữa chỉ ăn từng này là nhiều nhá. Cứ thế lần sau cứ thế này mà đo nhá. Xin đâu? Ra. Ra đây thầy bảo. Lãng phí. Quá lãng phí. Cất 2 bát này vào chạn nhá. Khóa cẩn thận mà không mèo nó ăn. Dạ vâng ạ. Thôi. Cái cơm ra mà ăn đi còn gì nữa. Lần sau rút kinh nghiệm nhá. Xin. Ăn cơm con ơi, xin ơi. Dạ. Ăn cơm đi. Này, uống nước đi con. Uống nước nhiều vào rồi ăn cơm nó nhanh no. Không, con không uống đâu. Mà này. Nhớ nhá, bắt đầu từ ngày mai chỉ đi nhá. Tất cả cái việc đi chợ mua thức ăn để nấu cơm là tôi lo nhá. Rồi, em biết rồi, thôi ăn cơm đi. Ăn cơm đi con. Thầy ơi, thầy cất cơm với thức ăn đi rồi, ăn bằng gì hả thầy? Ồ, bao nhiêu thứ đây thôi. Ê, ăn dưa này, ăn canh này, nước mắm này. Mà này, mai tôi mua vừng về, nhớ là rang lên cho nhiều muối vào nhá. Ăn no lâu, ăn đi, 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 ăn đi. Này. Anh sao đây? Rất cám mình. Mình làm cái gì đấy? Thì em đang vá cho mình lại cái áo này. Khiếp rách đi. Này, sờn hết cả vải cho đây này. Sờn thì vá thêm nó vào. Này, mình ơi em bảo. Hay là mai em ra chợ em mua cho mình cái áo mới nhá. Cái áo này là thầy tôi truyền lại cho tôi nhá. Mặc vào người nó mát lắm nhá. Chỗ nào nó rách ấy, thì mình vá thêm nó vào. Mua làm gì cho nó phí tiền ra. Với lại cái áo này là tôi dự định để sau này thằng Xin nó lớn nó còn mặc chứ. Nhưng mà nó hỏng hết rồi đây này. Mình nhìn không. Này, chỉ bục hết ra rồi em vá đi vá lại bao nhiêu lần. Thôi. Hỏng chỗ nào thì vá chèn như chỗ đấy nhá. Mà vá càng nhiều thì mặc này càng ấm chứ sao. Ôi dồi. Cái gì thế này?
Mình bật đèn dầu để vá đấy à? Chứ chị, em phải nhìn em mới vá được chứ. Ơ, sao mình tắt của em đi, em vá bằng cái gì? Trăng đấy. Sao đấy? Sáng như thế này, cần gì phải đèn? Mình phải biết tiết kiệm chứ. Trời ơi. Ôi trời. Ôi dồi ôi, cái gì đây chứ? Muỗi. Này mát trời nhỉ? Gió hiu hiu, trăng sáng. Tắm chưa? Tắm rồi. Tắm rồi à? Chua thế? Có mà mũi mình chua ấy. Chua đấy mà chua. Thằng Xin nó ngủ chưa? Nó ngủ rồi. Đêm hôm rồi chả ngủ. Thức làm gì? Hả? Cái gì? Tắm đi. Thế em tắm nha. Ừ. Ê! Thôi, không còn tắm đâu. Tiết kiệm. Vào luôn, tôi chờ nhé. Hả? Cái gì? Cái đấy. Nhìn. Tiết kiệm. Hả? Ôi, chồng với trả con. Định vào tìm cái gì? Mơ à? Mơ hay là chưa ngủ? Ngủ chưa? Ngủ chứ. Tôi không phải chui nữa. Không còn cái gì đâu. Ra đi. Thế chưa ngủ à? Ngủ thì nằm đấy làm gì? Ngủ thì ngủ, dậy thì dậy chứ. Nói với ông nhé, không còn một cái gì đâu. Thế ông định tìm cái gì? Ông đi thế chưa chán à? Ông chơi thế chưa đủ à? Tóm lại, bà phải giúp tôi. Thế lại thua hết rồi chứ gì? À? Hôm nay hết rồi mà mai sẽ có. Ông nói thế mà nghe được à? Tôi hỏi ông. Ông thử xem ngày xưa ông có thiếu thốn cái gì không? Hả? À, nhà cửa thì 5 gian 2 trái. Cái gì? Nhà 5 gian, 3 gian 2 trái. Thế đây là trái gì? Hả? À, đây là mấy trái tôi hỏi ông? Nửa trái. Ừ. Thế bây giờ ông định làm như thế nào? Hả? Mà ông vẫn cố tình. Ông định làm như thế nào? Thì khổ quá thì bây giờ tôi đang quyết định thì gỡ lại 4 trái rưỡi nữa đây còn gì nữa. Gỡ? Ông định gỡ? Thì ông gỡ xương cá hay là ông gỡ xương nhà? Hả? Thế cái nhà này thì chả gỡ thì để làm cái gì? Đấy. Đúng là bây giờ mà tôi mới tin. Ngày xưa trước khi tôi lấy ông ấy, dân làng người ta đã bảo rồi, đừng có lấy cái thằng tèo. Rồi ôi, nhìn mặt bát hình ra ngu lắm, ngu hết cả phần của. Đấy. Thằng nào, đứa nào bảo? Cả làng nói, không sót một ai. Có đúng là không sót một ai không? Không sót một ai cả.
vẫn sót cái con này này. Thế thì mày ngu, mày lấy ông đấy. Đấy, bây giờ thì tôi tin lời cả làng nói là đúng rồi. Mà đấy, hồi đấy không hiểu sao ông cho bố mẹ tôi ăn bùa mê thuốc lú cái gì mà bố mẹ tôi bảo không sao con ạ, con cứ yên tâm, dân làng người ta nói thế thôi, nó tuy tên là tèo thế nhưng lấy nó vào sẽ hết nghèo. Đấy, tôi nghe lời bố mẹ tôi nhưng bây giờ hóa ra là bố mẹ tôi cũng sai lầm đấy. Đấy, bây giờ tôi không có, người ta đã nói rồi, cơ bạc là bác thằng Bần, cửa nhà bán hết thì thân tôi ra đường, thì bây giờ tôi sắp ra đường rồi. Đấy, tôi không tin, thế nên tôi mới cá cược, tôi đánh đổi cả cuộc đời của tôi để tôi lấy ông. Nhưng bây giờ thì tôi thấy đúng là tôi ngu thật, tôi quá ngu rồi. Trời, ngu thì ngu chứ mà đậy nó lại. Đậy cái gì? Mọi người ta nhìn đi. Kệ người ta, ai nhìn thì kệ người ta, đẹp thì phô ra, xấu xa thì đậy lại. Đẹp nhỉ? Đấy. Phô ra. Tại sao cái hồi mà tôi đánh được cái thì bà cười cứ như là ma làm ấy thế? Hả? À, nó mua đi mua sắm lụa là gấm nóc chơi cả cây cơ. Hoa tai thì làm mấy đôi liền đấy. Lúc ai sướng cho? Mình ơi! Mình đâu rồi? Thầy nó về rồi đấy à? Thế sao hôm nay thầy lại về sớm thế nhỉ? Sớm thế nào? Giờ này còn sớm cái gì đấy? Đi suốt cả đêm hôm qua đến tận chính ngọ bây giờ mới có mặt ở nhà mà lại bảo là sớm. Thế là thầy nó đi cả đêm à? Vợ lạ nhỉ? Vợ mới chả con, chồng đi không biết về không hay. Thế là hay đấy. Thôi chết rồi. Dạ. Hay là đêm qua có thằng trộm nào về đây rồi vợ lại tưởng là chồng nên nằm ôm nó. Khổ quá. Thầy nó cứ đa nghi tào tháo. Em là em nó cũng chờ thầy nó đấy chứ. Em chờ cả đêm đấy. Nhưng mà em mệt quá em thiếp đi lúc nào không hay ý. Mà làm gì có ai. Cả cái làng này ý, chả ai bì được với thầy nó đâu. Gớm. Mà lạ một cái là người ta biết ngay chứ. Trộm nào dám vào nhà mình đúng không? Đương nhiên rồi. Nào, thầy nó đi hôm nay thế nào nhỉ? Ui thầy, nó kiểu thầy đã đi thì chỉ có chiến thắng ấy. Em biết mà. Chỉ có đem chiến thắng về nhà. Dạ, vâng. Nhớ lại cái đợt ngày xưa mới cưới nhau ấy, về ở với nhau, gớm bao nhiêu gian nan vất vả. Hết người nọ đồn người kia đại bảo chồng là ngu dốt, cái mặt nó hãm lắm. Ôi thầy ơi, thầy nó không phải để ý làm gì. Miệng lưỡi thế gian á, trăm ngàn cái vớ vẩn. Đấy, người ta kiểu như là người ta ghen ăn tức ở ấy mà. Thấy vợ chồng mình như thế này là không ăn được thì đạp đổ mà. Nhưng mà em đâu có ngu. Phải công nhận mình hồi là sáng suốt thì quyết định ngay hiểu. Vâng. Chứ không bây giờ vào tay cái cô khác thì có phải làm gì có cái nhung lụa mà làm gì đấy, có chuyện như thế. Thế làm sao mà có cái căn nhà nó phải năm gian, ba gian, hai trái như thế. Thế này. Dạ. Thế thầy nó này. Thế thầy nó hôm nay về thì nó dạ. Trông được cái học thì không hay nhưng mà tất tay là kiểu gì cũng thắng. Dạ. Thế mới là chồng em chứ lì. Rồi đấy là hôm qua nó tròn quá, thế nó đỏ quá. Thảo nào linh tính của em là mách bảo. Chắc chắn là chồng em sẽ chiến thắng trở về. Về đấy thì hơi bị nặng tay. Dạ. Ơi dạ em ra. Kết ngay. Vâng. Thế bây giờ thầy nó lại đi tiếp đi. Mà hình như là mọi khi giờ này là thầy nó đang ở bên cái đám tổ tôm tổ tép cơ mà. Ôi, đi suốt cả đêm hôm qua đến tận trưa nay rồi thì còn đi cái gì nữa. Bây giờ thì nó mệt mỏi rồi, về ăn uống rồi nằm ôm vợ ngủ chứ này. Chớ nhá. Hả? Thầy nó là chớ nhá. Đang cầu đỏ của thầy nó. Ừ. Cái khoảng đấy là mình cứ phải kiêng cữ. Đấy, thế bao giờ hết cái cầu đỏ này ý, lúc đấy thầy nó có mà tha hồ. Đấy, thế bây giờ thầy nó cứ đi tiếp đi nhá. Em bảo đi ngủ tiếp, chờ thầy cả đêm, mệt quá. Đi vào đi ngủ tiếp nhá. Đúng rồi. Thầy nó cứ đi đi. Chờ hết cầu đỏ thì thoải con gà mái nhá. Dạ, mừng quá còn đi nhầm đấy. Vợ cứ phây phây đi kia. Chồng nhìn còn khó chịu chứ là hàng xóm. Lại đi tiếp. Phải kiếm cho bằng đủ. Nhà năm gian phải kiếm luôn 5 cái. Lại đi.
Thế bây giờ tôi hỏi ông, hoa tay đâu? Ông nhìn trên người tôi xem là lụa là gấm vóc đâu, hoa tay đâu hay trên tay bây giờ còn toàn lỗ hả? Người ta đã bảo rồi, con người người ta khôn ấy là người ta phải biết dùng cái vần gì on on đấy, người ta phải biết điểm dừng, hiểu chưa? Vận dụng cái vần on đấy vào. Con on là thế nào? Vần on ấy như kiểu người ta nói là gà non thì rất là ngon, có đúng không? Lúa non thì rất là ngon, đúng không? Đấy, cái gì non cũng rất là ngon, rất là bổ, có phải không? Thế nên là cờ bạc thì mình cũng phải ăn non. Đã thắng rồi thì ăn non đi, dừng đi. Nhưng lần này cố cơ. Ăn non? Chứ còn sao nữa? Ăn non thì kiểu như bà đấy, con chó nó chơi. Đấy, thì có thằng vẫn đang lấy chó đấy. Đang nói chuyện với chó đấy. Mà thôi, không nói nhiều nữa. Tóm lại là bà còn tiền đấy cho tôi còn đi gỡ. Tôi còn có mỗi cái thân tôi này. Ông xem có ai mua ông bán nốt đi. Ông vẫn thích chơi được không? Ông vẫn thích chơi đúng không? Được rồi. Ông ấy, tôi thấy ông không được cái tam dạng gì. Khôn nhà dại chợ. Ra ngoài đời ấy, đời nó lừa được ông. Ông không lừa được đời một tí nào. Đấy, chính vì như thế nên là ông về nhà ông lừa vợ lừa con. Ông để cho vợ con ông khốn khổ như thế này. Được rồi, bây giờ ông chơi với tôi đi. Nếu như ông thắng tôi cho ông ra ngoài để chơi. Ông có đồng ý không? Hả? Trời bà thì cả chục năm nay thì còn gì nữa. Được rồi. Ngày nào mà không chơi. Được rồi, thì hôm nay ông thử chơi với tôi đi. Tôi hỏi ông bây giờ trong người ông có bao nhiêu tiền. Hả? Khổ quá, còn có 5 xu không đủ. Tôi cũng có 5 xu. Thế sao vừa nay bảo là không còn một xu dính túi. Thích thì nó có đấy. Nếu như ông thua, ông phải ở nhà cho tôi. Ông chịu cái thân phận cơm ăn ba bữa quần áo mặc cả ngày. Ông mặc cả đêm mà không cần cởi cũng được. Còn nếu ông thắng tôi cho ông muốn đi đâu thì đi. Thích chơi gì thì chơi. Ông có đồng ý không? Mà chơi thế nào? Chơi thế nào? Bây giờ tôi với ông, mỗi người để 5 xu ra đây. Tôi đếm từ 1 đến 3. Nếu như ai nhanh tay thì lấy được. Ông đồng ý không? Như nhất trí. Nào, 5 xu vào đâu? Ừ, 5 xu. Ông nhắm mắt vào. Sao phải nhắm mắt? Để tôi lấy tiền. Ông mà tí hí ông đừng trách tôi đấy nhá. Câu hóa để đấy à? Thế mình không biết nhỉ? Tôi để đâu, đến làm việc của tôi. Ở đây, 5 xu của tôi đây. Ông có dám chơi không? Chơi thì chơi, ngại cái gì? Mà chơi thế nào? Bây giờ tôi cứ đếm từ 1 đến 3. Ai nhanh tay lấy được thì tiền là của người đấy. Đếm từ mấy? 1 đến 3. 3. 3. Mình xin nhé. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ê. Ôi trời ơi. Chồng mới chẳng con thế à? Hả? Ra đời chỉ bị người đời người ta lừa thôi. Về nhà lừa vợ đứa con thế à? À đúng là cái đồ khốn nhà dại chợ. Rồi ơi. Ôi giời đất ơi. Có mỗi một cái bát xôi còn con thế mà người ta đi bao nhiêu việc về vẫn không ăn hết là thế nào? Con không ăn đâu gì ạ. Ô hay nhờ. Mẹ đã bảo với con bao nhiêu lần rồi, không được gọi là gì, con phải gọi là mẹ. Nhớ chưa? Vâng. Nào thế bây giờ gọi một tiếng mẹ thân yêu nào. Mẹ. Gì? Mẹ. Gì? Ôi nhờ. Nào nói một lần đi nào, một tiếng mẹ thân yêu trìu mến. Mẹ. Gì? Cứ như thế bảo làm sao hàng xóm người ta không dị nghị, người ta không bảo là mấy đời bánh đúc có xương mà mấy đời gì ghẻ mà thương yêu con chồng. Đúng không? Đúng ạ. Thế bây giờ hỏi một lần cuối nhá. Có ăn xôi không? Con không ăn đâu. Xôi nó thiêu rồi. Thiêu á? Có ăn đã tốt rồi. Thiêu. Bây giờ hỏi lần nữa có ăn không? Con không ăn. Không ăn đấy là con chọn nhá, chứ không phải gì không cho con ăn nhá. Rồi đến lúc về con lại nói với thầy con là gì không cho con ăn, rồi thầy con lại mắng gì. Nhớ đi nhá. Thế bây giờ có ăn không? Để không gì gọi ba bị sang đây này. Con không ăn. Ôi trời ơi, ba bị sợ quá, sợ quá. Mẹ ơi, cứu con sợ ông ba bị lắm. À sợ à, thế sợ không? Sợ quá. Thế để mẹ đánh ông ba bị nhá. Vâng, mẹ đánh ông ba bị. Chửi, chửi, chửi. Đâu
này. Úi dồi ôi, mẹ sợ quá. Mẹ, nhưng con vẫn sợ, mẹ đuổi ông ba bị đi. À thế bây giờ thế thì nếu mà con sợ thì con phải nghe lời mẹ ăn hết cái bát xôi đi nhá. Mẹ sẽ nhốt ông ba bị vào trong tủ. Dạ vâng. À thế này, này. Nhốt đi. Ba bị này đi vào trong tủ, đi này. Nhốt chặt. Lê lê lê. Mẹ ơi mẹ, mẹ nhớ nuôi ông ba bị nhá mẹ nhá. Ăn xôi đi. Dạ vâng. Con ơi, mình ơi, tôi về rồi đây. À, con chào thầy ạ. Con dài thầy giỏi quá, tự ăn được rồi cơ à. Mẹ con đâu? Dì đang ở trong buồng. Đã bảo rồi, không được gọi là dì, gọi là mẹ. Dì. Gọi là mẹ. Dì. Mẹ. Mẹ dì. Mình về rồi đấy à? Mình về sao mình chẳng nói với em tí gì cả? Tôi ơi, muốn dành cho mình một sự bất ngờ. Ôi trời ơi, đấy mình thấy không? Cứ như thế bảo làm sao? Con nó gọi là mẹ gì? Tức là mẹ cũng như gì, gì cũng như mẹ. Thế mình lên huyện thế nào? Khổ, mình đưa cái tay nải cho em cầm nào. Mình thấy đấy, tôi lên huyện dạy học để lo cho mình, lo cho con. Nhưng mà dịch ra, học sinh chả đến lớp được. Thế là tôi mất dạy. Mất dạy xong rồi về với em có đúng không? Đúng rồi. Mình có biết không, từ khi mình lên huyện, em ở nhà, em méo hòn. À, em héo mòn. Tôi biết, mình thương tôi, thương con, lo cho tôi hiểu mà. Ơ kìa, ăn đi con, sao cứ nghe người lớn nói chuyện thế? Đấy, mình xem, ăn như mèo ấy, thỉnh thoảng nó leo các cụ. Còn trẻ mà. Ăn đi. Không ăn đâu. Ăn đi. Con không ăn. Ăn đi, không ông ba bị, ông muốn bắt. Con không sợ ông ba bị. Không sợ ông ba bị á? Ông ba bị ghê lắm. Ông bắt đấy. Sợ quá, sợ quá. Sợ chưa? Chưa. Chưa sợ. Sợ chưa? Ăn đi không uống bắt. Sợ quá không sợ. Không sợ? Thế nào thì mới sợ? Ông ba bị phải như thế này này. Ông ba bị đây. Chẳng giống gì cả. Như thế nào mới giống? Thầy phải hỏi gì? Thế là thế nào? Ông ba bị nhốt rồi, con chẳng sợ đâu. Ông ba bị nhốt ở đâu? Nhốt á? Nhốt trong tủ cái kìa. Như thế là như thế. Mày đây. Mày ra đây. Mày chui vào tủ nhà tao làm gì? Cô hỏi cô như thế này là như thế nào? Tại vì là anh ơi, thế này tại sao mày chui vào tủ nhà tao? Anh ơi, anh một cửa thật, anh cứ bình tĩnh để cho em mặc quần áo xong em trình bày với anh một thể. Mày còn trình bày à? Ok à. Này, anh nói như thế là mất giá của em, lần sau người ta không sợ ba bị. Anh không sợ. Tôi anh... không. Như thế này là như thế nào? Khổ quá, tại vì là con nó lười ăn, thế cho nên là em phải nhốt tạm ông ba bị ở trong tủ, thỉnh thoảng lôi ra dọa. Nhốt ba bị ở trong tủ lôi ra dọa. Thế hôm nay ông mày cho mày thành 10 bị luôn. 10 bị luôn. 10 bị này.